Việt Nam có thể biến tàu tuần tra Hamilton của Mỹ thành khinh hạm. Khi được chuyển giao cho lực lượng Hải quân Việt Nam, tàu tuần tra lớp Hamilton đã bị Mỹ tháo hoàn toàn vũ khí trang bị trên tàu. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tái trang bị cho các tàu chiến này. Trên lý thuyết, khi được chuyển giao cho nước ngoài, toàn bộ dàn vũ khí trên tàu tuần tra Hamilton sẽ được tháo bỏ. Thứ duy nhất may mắn không bị loại bỏ chính là dàn pháo 76mm trên tàu. Tuy nhiên, điều này không khiến tàu Hamilton mất đi sức mạnh của mình, mà ngược lại, tàu là cơ hội cho những nước nhận tàu Hamilton và biên chế như Việt Nam tự tái trang bị hệ thống vũ khí cho tàu. Trong quá khứ, cụ thể là vào thời gian diễn ra chiến tranh lạnh, Mỹ từng tiến hành trang bị một lực lượng vũ khí cực lớn lên các tàu tuần tra lớp Hamilton. Điều này có nghĩa là bản thân tàu Hamilton hoàn toàn có thể phục vụ như một tàu chiến mặt nước. Xét về trọng tải của nó, Hamilton khi được trang bị đầy đủ vũ khí có khả năng hoạt động như một khinh hạm. Cụ thể, vào thời gian được trang bị vũ khí đến tận chân răng, các tàu Hamilton của Mỹ thậm chí còn bổ sung cả giếng phóng MK-141 để nó có thể phóng được tên lửa hành trình chống hạm Harpoon. Các giếng phóng này được bố trí ở ngay phía sau phái chính, trước tháp chỉ huy của tàu để phục vụ cho dàn tên lửa hành trình chống hạm này. Tàu Hamilton thậm chí còn được trang bị radar trinh sát bề mặt biển cũng như thiết bị định vị thủy âm. Trên tàu Hamilton khi đó thậm chí được trang bị 6 ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên, đáng tiếc, đây chỉ là các ống phóng ngư lôi cỡ 324mm, không phải cỡ ngư lôi tiêu chuẩn 533mm. Ngoài ra, các tàu Hamilton được cung cấp cả một hệ thống pháo cao tốc cho phép nó tự vệ tầm gần trước những loại tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình của đối phương. Với Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tự cải tạo tàu tuần tra Hamilton theo hướng khinh hạm, trang bị cho nó các bệ phóng KT-184 của tên lửa KH-35, cung cấp thêm radar Positive ME để trinh sát đường không, đưa radar điều khiển hỏa lực Gapulban lên đỉnh tháp. Khi đó, với độ giãn nước 3.000 tấn của mình, khinh hạm Hamilton biên chế Hải quân Việt Nam có sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.